Chào cả lớp.
chúng mình sẽ cùng chia sẻ cho cô Hạ xem là ngày hôm nay nhé, chúng mình được ăn sáng rồi, chúng mình sẽ cùng chia sẻ cho cô xem món ăn mà chúng mình thường thích ăn nhất là món ăn gì. Ai muốn làm người chia sẻ đầu tiên? Ai muốn ăn? Thảo Nguyên nhé. Ăn Thảo Nguyên. Con nhớ món gì nhất nhỉ? Tiếp tục nào, đến Minh đấy. Tiếp theo còn gì nữa nhỉ? Rất nhiều món ăn đấy. Ăn gì? Thôi tiếp tục nào, Nhi nào. Nhi có thể chia sẻ cho các bạn nghe xem là về món ăn mà bạn thích nhất là món gì nhỉ? Ôi món mì tôm mà con dế thì sao? Sao ăn mưa còn ăn rất ngon. Con nhân bánh rán á, con hình á thì sao Thank you.
dưới kia. Nếu mà bóng bị hỏng như thế thì bóng sẽ bị làm sao nhở? Làm sao? À, bóng sẽ bị hỏng mất. Mà bóng bị hỏng thì làm sao nhở? Thảo Nguyên ơi, Thảo Nguyên có muốn quả bóng bị hỏng không? Cô Hảo thì không muốn quả bóng bị hỏng một tí nào, bởi vì nếu mà bóng bị hỏng thì có chơi được không nhở? Không chơi không nhở? Bây giờ chúng mình sẽ cùng chơi thật Thảo Nguyên ơi, để cho bóng của chúng mình không bị hỏng nhé. Và lần này cô Hảo sẽ ta giúp đứng cho bạn Thảo Nguyên gọi nhá. Rồi, giúp bạn Thảo Nguyên nhá, giữ cho bạn Thảo Nguyên khỏi bị rơi quả bóng. Dế đã chơi rất là khéo rồi đấy, bây giờ cô Hảo sẽ ta cho bạn Thảo Nguyên nhá. Chúng mình cùng đọc với cô Hằng nhé.